tiếp nối truyền thống báo than trên cơ sở hợp nhất báo Quảng Ninh của tỉnh Hải Ninh với báo vùng mỏ của khu Hồng Quảng. Ngày 2 tháng 1 năm 1964, báo Quảng Ninh phát hành số đầu tiên là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Khi ấy, báo Quảng Ninh có 4 trang được phát hành mỗi tuần một số. Trong suốt chặng đường 60 năm từ ngày ra số báo đầu tiên, báo Quảng Ninh đã không ngừng phát triển, đổi mới và trưởng thành, gắn mình với thực tiễn phong phú, sinh động của tỉnh. Từ mỗi tuần một số ban đầu, đến năm 2003, báo Quảng Ninh đã ra liên tục 7 ngày một tuần, trở thành nhật báo. Đến năm 2006, báo cũng đã khai trương trang báo Quảng Ninh điện tử. Để đáp ứng nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thông tin của bạn đọc và yêu cầu đổi mới, từ năm 2011, báo Quảng Ninh hàng ngày đã tăng từ 4 lên 8 trang. Trước đây là cứ vài mấy ngày thì mới lại đăng thông tin, thì nay thông tin tối hôm trước thì hôm sau đã có báo rồi. Thế nhưng mà đặc biệt đấy này, là trước đây một tuần mới ra báo màu, thì nay coi ngày hôm trước chế bản xong, hôm sau đã ra báo màu. Thế và từ hai tờ báo cộng với lại một cái tờ báo thứ bảy là ba tờ báo một tuần, thì ngay lập tức là chúng tôi làm đề án và được tỉnh ủy đồng ý lên 6 tờ báo một tuần. Rồi đấy là cái đà để sau đó thì lên nhật báo sau này. Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, khi hợp nhất các cơ quan báo chí truyền thông thành trung tâm truyền thông tỉnh, bắt nhịp với xu thế làm báo hiện đại, báo Quảng Ninh đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các ấn phẩm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Qua tôi đọc báo Quảng Ninh thì thấy nhiều cái rất hữu ích, và qua thông tin là thấy kịp thời dân cập nhật về các cái thông tin văn hóa chính trị mọi mặt. Thông qua các cái kênh thông tin này, tôi thấy là sự đổi mới của báo Quảng Ninh trong thời gian vừa qua là rất nhiều, rất là lớn, và chúng tôi sẽ rất là tiện lợi khi mà cập nhật các cái thông tin của báo Quảng Ninh trên các cái trang báo điện tử. Và qua báo điện tử này, chúng tôi đã nắm bắt được cái tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như các cái doanh nghiệp nắm bắt được tình hình các cái doanh nghiệp phát triển trong thời gian qua, để chúng tôi có cái định hướng phát triển cho doanh nghiệp mình trong những năm tới. Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục phát huy thế mạnh ưu thế riêng của loại hình báo in, như là đó là chất lượng thông tin được kiểm duyệt, biên tập chặt chẽ, các bài viết được phân tích chuyên sâu và lý giải rõ ràng, thì các ấn phẩm báo in của trung tâm sẽ tiếp tục thời gian tới có sự đổi mới trong cách đưa tin, nhất là tích hợp giữa các loại hình, thực hiện đa phương tiện, đa nền tảng để thu hút đông đảo bạn đọc. Dù ở thời điểm nào, báo Quảng Ninh cũng luôn thể hiện được vai trò then chốt của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn quân và toàn dân phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.